Rồi. Rồi, em chào tất cả anh em ha. Hôm nay em đem cái đầu áp cao test cho anh chị nè. Hôm qua có anh khách hỏi xong nên gu mất tiêu không biết nữa. Rồi có anh kia anh cũng nhắn tin kêu em là có đầu nán nào ra test thử cho anh coi được anh lấy. Là cái này là em bao anh chị là ra áp luôn ha. Nhưng mà cái đầu này áp cao nha anh chị. Cái đầu này nó có độ nhỏ độ bự nha. Cái đầu này từ giá 150 tới 200 kg luôn nha anh chị. Áp này cao lắm nha. Đó, thì cái này là nó nguyên zin nó gì nè. Nó có cái chân sẵn luôn nè anh chị. Ở cái bộ hồi này không biết nhiêu tiền anh chị. Cái bộ này không mà 300-400 ngàn vậy. Đó. Thì cái này là cái áp nè ha. Thì bây giờ em chưa có cái đầu này, cái đầu này nó bự quá anh chị ơi. Bây giờ em bơm nước cho nó ra đây anh chị, nhìn anh chị biết rồi ha. Bao mạnh luôn á nha anh chị. Có con tay à, bàn để em lấy cái quay cái này. Em để cái quay xuống anh chị. Để trong cái dây này là nó có nước phải không? Bây giờ em hút cho nó hết nước trong đó rồi xong em hút nước cho anh chị nhìn vô thử cái đầu này đầu ý đầu vải luôn nha anh chị. Đầu zin luôn, em chưa mở gì trong đó ra hết nè, dây nó hết rồi đó, đúng không chị? Nó hút vậy. Nè, bây giờ em bỏ dưới đây nè, chị nhìn theo cái ống dây nè, nó hút vô lẹ ghê luôn nha. Hút rồi, nhìn ống nè, nhìn đây nè. Thấy không? Ta đang cho nước vô, cái dây nó bị nổi lên kìa. Vậy cái này nó xài một tua cỡ hình như là cỡ 4 ngựa cho lên anh chị. Cái gì vậy đi về hồi nè. Ha. Bấm lên hỏi gì ơi. Mạnh lắm. Mạnh lắm. Em bao anh chị là ra áp nha. Cái này thì nó xài cốt 20 á, em mới đóng vô thằng đỡ anh chị thử á. Cái đầu này đầu lớn nha, ở trong có đầu nhỏ, đầu nhỏ em bán đâu 3 triệu bán lâu lắm rồi. Mà anh chưa lấy nữa. Anh mua em hết đầu mấy 12 mấy triệu anh chị. Mà anh đưa anh còn thiếu lại mấy triệu anh chưa lấy. Tới đủ hết anh mới lấy. Giờ em còn đầu này đầu lớn nha anh chị. Thì bữa nay thôi em xả hàng luôn, hôm qua có anh đó anh hỏi. Nè ở đây nó có, nó vận chuyển nó bị móp rồi nè. Cái tem thông số nó nằm ở bên cái thùng cái tâm anh chị. Cái này nó nằm ở đâu trong cái máy em nhớ là hình như là 7 ngựa rưỡi luôn nha anh chị. Cái Mitsu cái gì ta, cái Subaru á, Subaru 7 ngựa rưỡi là cái này lớn lắm anh chị. Còn cái đầu nhỏ kia là nó nằm ở trong cái máy có 3 ngựa 4 ngựa rưỡi à. 4 ngựa rưỡi à. Còn cái này nó nằm trong 7 ngựa rưỡi luôn nha anh chị. Cái này áp từ 150 tới 200 kg luôn nha. Đó thì cái này em bao anh chị cái áp này em sợ rẻ luôn. Chứ em bảo đảm với anh chị cái đầu này người ta bán thấp nhất là từ giá 6 triệu. Đó. Bữa nay em xả hàng cho anh chị cái này 3 triệu 2 thôi. 3 triệu 2. Nè anh chị nhìn mắt nè. Nhớt nè. Mới tin luôn không? 3 triệu 2 thôi. Đó là em cái này á, là nó chỉ có một cái chân thôi. Còn cái chân kia là bỏ vô á. Em định làm cái xe anh chị mà mấy ngày nay em kẹt tiền. Em gom em lấy máy tiền anh chị. Thôi em bán rẻ cho anh chị nhưng mà em bao ra áp nha. Đó cái đồng hồ zin của nó luôn nè. Nó thì bao ra áp em bán anh chị bán này rẻ thôi 3 triệu 2. Còn anh chị muốn cần cái cốt này thì nói em còn dư một bộ cốt này luôn ha, cốt bờ đạn làm sẵn luôn anh chị, là em định làm dây của go. Còn anh chị có cái motor là bắt cho đời thẳng đây luôn đó. Cái bộ này người ta gấp mới không là bán 16-17 triệu nha anh chị. Đó cái này em bán rẻ giống như cho luôn, ti xứ nha anh chị. Cái ti này thì em chưa mở, em không biết nghe nó ti này chắc 18-20 gì quá. Đó, thì em thử như đây thôi ha. Mạnh lắm nha anh chị, em bao anh chị là mạnh lắm luôn á. Bán rẻ anh chị 3 triệu 2 thôi.
Nếu mà anh chị chuyển đủ á, em cho anh chị luôn cái bộ cốt này làm không hết 200.000 anh chị, 200.000 vốn hơn á. Đó. Đó, cốt có cái bu ly sẵn luôn nha. Em để trọng á. Rồi thôi em chào ha. Có gì cái anh hôm qua nhắn tin hỏi đó, có gì coi được rồi liên hệ lại em ha. Đầu ý nha anh chị. Rồi thôi em chào.